Ở đây là quán quán bar gì vợ qua này 19 hôm nay vợ chồng mình sống theo kiểu 19 nha, hát lên mình cũng lên đó. Mẹ Oscar thấy chuyện đi vô casino tối qua đó các bạn. Mình để mình không có hảo chơi casino cho lắm, không có móc cờ bạc. Cả nhà ơi, bây giờ nhà Oscar với lại nhà của Phúc á đã tìm đến một cái bãi biển lý tưởng của thành phố biển Gold Coast. Bây giờ như mình nói, mình hứa với các bạn á, mình sẽ dẫn các bạn hôm nay là một ngày nắng ấm, phải đi biển mới thỏa thích. Và Phúc thì dẫn theo con trai á, là Jason. Bây giờ mình đi xuống với mình tắm nha. Hôm nay bãi biển rất là đông, chắc có lẽ thời tiết quá tốt đó. Và các bạn thấy rồi đó, cái khung cảnh nó rất là đẹp, các bạn thấy không? Phía sau là tòa nhà, còn phía trước đây á, là nguyên một bãi cát trắng mịn luôn. Nói về bãi biển Gold Coast á, thì thành phố này á, nổi tiếng là thành phố du lịch. Thì mọi người á, không chỉ là ở tiểu bang Queensland mà tất cả các tiểu bang của nước Úc, mọi người đều gọi là phát cuồng về thành phố Gold Coast. Thì bây giờ mình xuống mình coi sinh hoạt tắm biển bữa nay nó như thế nào nha. Cả nhà theo chân mình và nhà Phúc nha. Jason đâu rồi? Chú xíu nó còn bơi nha. Yeah, ok, you ready? Yes. Let's go for swimming, yeah? Yesterday was my favorite place, but today I don't see nobody. All alone, no familiar face, need someone to be right beside me. 7 nights and 20 hours since you left. If you write, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. Con đi đâu vậy? Bữa nay con đi đâu? Tắm biển hả? Cái xanh, coi vậy xong hả? Con chờ điều gì mà không đến bên anh đi? Từng ánh mắt bối rối khẽ chạm nhau, bỏ lại buồn phiền ở nơi tít xa chân mây. Cùng nhau ta phiêu du khắp đó đây. Chẳng cần cánh, cũng chẳng cần đèn phép màu. Từng nhịp tim đàn nói thay những ước muốn của anh. Hãy nhắm mắt, em vẫn thấy anh sẽ soi đường hướng về nơi yêu thương như đang khắc tên ta. Mình cùng nhau tay trong tay đến nơi xa vời. Mình cùng nhau vẽ lên nơi mình dừng chân. Mình cùng nhau đi xa hơn. Buồn phiền ở nơi xa chân mây.
đâu, ta phiêu du khắp đó đây. Phía sau lưng là nhà của Jason, bởi vì nhà Jason rất là sợ nước. Phải vô trong, câu ơi, giữ nó. Nó trôi, nhỏ thôi, sống vô dập vô tới trong luôn. Chẳng cần cánh, cũng chẳng cần đèn phép màu. Từng nhịp tim, đàn nói thấy những ước muốn của anh. Hãy nhắm mắt, em vẫn thấy anh sang xoay đường. Hứa về nơi, yêu thương như đang khép bên ta. Mình cùng nhau, tay trong tay đến nơi xa vời. Mình cùng nhau vẽ lên nơi mình dừng chân. Mình cùng nhau, đi xa hơn ước mơ ban đầu. Như các bạn cũng thấy đó, lâu rồi nhà Aska mới có một kỳ nghỉ mà thực sự là rất là ấn tượng, thú vị. Cũng là cái video kỷ niệm 5 năm ngày cưới của nhà Aska. Vợ chồng mình cũng trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thời gian trước do chắc do còn trẻ đó. Rồi mọi thứ nó quá là áp lực. Bây giờ cuộc sống ở Quicksand nó đã ổn định hơn. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, nhà Aska sẽ có nhiều video hấp dẫn hơn để gửi đến cả nhà. Bởi vì bây giờ thì mọi thứ đã trở lại với công việc, giống như là mình đã đi làm rồi. Rồi mẹ của Aska cũng đi làm. Chỉ có những ngày như thế này nhà Aska mới quay video cho cả nhà xem. Quay những cái nơi gọi là thắng dịch cảnh, những nơi đẹp nhất của tiểu bang Queensland, dành những cái gì đẹp nhất gửi đến các bạn. Riêng đối với lại thành phố Gold Coast, mình có một ấn tượng rất là đặc biệt. Mình rất là thích cái vùng biển này, bởi vì cái thành phố này nó có tất cả mọi thứ. Từ cảnh quan ở đây rất là đẹp, không khí trong lành, con người ở đây rất là thân thiện, thành phố thì nó rất là văn minh. Rồi những khu shopping bậc nhất của tiểu bang Queensland. Rồi cũng như là thành phố này á, nếu mà so với lại Sydney không thua gì đâu các bạn. Những cái thương hiệu lớn có sòng bài casino, nơi gọi là ăn chơi, giải trí, rồi khu du lịch, những khu resort nổi tiếng, rồi những bãi biển trải dài, đẹp, cát mịn trắng xóa, bầu trời thì trong xanh, con người ở đây thì hiền hòa. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích những cái nơi mà thắng cảnh đẹp như vậy. Sẽ còn vài video như vậy nữa để gửi đến các bạn. Mong là các bạn sẽ yêu thích video của nhà Aska. Hãy cho nhà Aska một like, chia sẻ và đăng ký kênh. Rồi, mình phải chuẩn bị đi ăn trưa. Có gì mình gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye. Xin chào cả nhà. Hello bà xã nè. Hôm nay cả nhà Aska đi shopping để giống như là kỷ niệm 5 năm ngày vợ chồng của mình kết hôn, phải không? Để giống như là nung nấu tình yêu. Và bây giờ vợ chồng mình tới cái khu shopping quen thuộc đó là Pacific Fair, nổi tiếng của Gold Coast. Mình đi kiếm gì mình ăn cho nó ngon nha. Oscar con đâu rồi? Rồi con say hello đi. Rồi con xin chào gì? Giỏi. Đây là Jason. Con sẽ hôm nay Oscar Jason đi shopping với gia đình nha. Rồi bây giờ mình đi ăn nha con. Có bụng chưa? Rồi. Yeah. Hungry. Yeah. Okay, let's go. Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put into a song. Ok, chơi trò gì hết cả? Ambulance, I got a doctor. Ok, doctor.
Còn Jason làm gì? Con làm nghề gì? Thích làm gì? What you doing? Rồi. Sao con? The letter. Vậy hả? A, B, C. Yeah, the letter. Chơi đình, chơi đình. Ôi, bà nội Oscar mặc đồ chói ghê lên camera nhìn nguyên một vườn hoa lá màu đặc biệt. À, bây giờ là mình đã vô nhà hàng rồi, sẽ hướng dẫn mấy bạn cách ăn giảm nhà sàn như thế nào. Người ta sẽ cho mình cái khăn như thế này nha. Đây rồi, rồi. Rồi. Này, tại sao giống cái yếu của em bé quá vậy? Hình như mình thấy nó có cái gì đó sai sai. Trước khi ăn giảm xà cần có một tách trà. Trà chưa đem ra. Ngồi đây rồi. Giờ đang ngồi đây đồ ăn. Giống mấy em bé mà đợi ta đúc. Có chữ tạm. Ăn có chữ rồi. Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put into a song.